Xin kính chào quý vị và các bạn. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý tại SEC trên thế giới và tại Việt Nam trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 5. Từ ngày 16 tháng 5 bắt đầu sửa cầu Barrandov, người dân cần kiên nhẫn trong thời gian tới vì tần suất tắc đường sẽ cao hơn. Phần Lan muốn gia nhập NATO và SEC ủng hộ điều này. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Joe Biden tại Mỹ. Và ngày hôm qua tại Troia, Praha, lực lượng cứu hỏa đã hoàn thành xong trại tị nạn dành cho những người tị nạn, chủ yếu là người Zigan, chạy từ Ukraine sang Séc nhằm giảm tình trạng quá tải ở ga chính Praha, nơi có hàng trăm người Zigan sinh hoạt, thậm chí là ngủ qua đêm tại ga. 7 giờ sáng ở ga chính Praha, hàng chục phụ nữ cùng với trẻ em đã bao ngày nay phải ngủ trên tấm chăn mỏng. Tất cả những vị trí ở ga chính đều dành cho họ đã chật kín. Đồ ăn được chia theo phần, nếu không có giấy thì sẽ không nhận được phần đồ ăn của mình. Chính những người Zigan tại Praha đã đến đây hỗ trợ và nấu ăn cho những người Zigan tị nạn từ Ukraine. Nhiều người Zigan tị nạn đã thắc mắc rằng tại sao cho đến giờ họ vẫn chưa nhận được visa. Cụ thể, vào thứ Bảy tuần này, ngày 14 tháng 5, những người tị nạn từ Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sẽ chính thức được chuyển đến những lều được dựng ở Troia, Praha. Sức chứa ở Troia là khoảng 150 người, nhưng hiện nay con số người di cư là hơn 400 người. Theo như Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vit Rakushan cho biết, chỉ có thể giữ được người tị nạn trong vòng 30 ngày ở những chiếc lều ở Troia, và sau đó chính phủ Séc sẽ phải tìm cách giải quyết và chia đều người tị nạn đến các tỉnh tại Séc. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 338.000 người tị nạn được nhận visa. Tại sở ngoại kiều đã có hơn 235.000 người đăng ký. Những trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không cần phải làm điều này. Và theo như thống kê, có hơn 3/4 số người tị nạn là phụ nữ. Số người tị nạn tập trung nhiều nhất là tại Praha với hơn 78.000 người. Hiện giờ Ủy ban Séc không rõ có bao nhiêu người muốn ở lại Séc hay họ sẽ quay lại nước của mình hoặc họ còn muốn chuyển sang các nước khác. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yana Chernokhova thông báo Cộng hòa Séc đang đàm phán với Đức về việc cung cấp xe tăng Leopard để đổi lấy vũ khí mà Cộng hòa Séc đã gửi cho Ukraine. Theo bà, các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng. Bà cũng tiết lộ thêm rằng quân đội nên có một trong những phiên bản xe tăng giữa Leopard 1 cũ hơn hoặc Leopard 2 hiện đại hơn. Bà Chernokhova cũng nói về kế hoạch dành 2% GDP cho quốc phòng. Đây là yêu cầu mà khi gia nhập NATO phải có. Đến thời điểm hiện tại, Séc rất muốn mua vũ khí, nhưng trong cuộc đua cùng với các nước săn lùng thiết bị vũ khí thì có tài chính là chưa đủ. Sáng nay, theo Ngân hàng Nhà nước Séc Chernobyl thông báo, ngân hàng đã đình chỉ chương trình bán một phần thu nhập từ dự trữ ngoại hối trong thời gian can thiệp. Chỉ vài giờ sau thông báo, tỷ giá hối đoái của đồng corona đã tăng cường xuống dưới 25 korun một euro. Mục đích chính là không để đồng corona suy yếu về lâu dài trong tình hình lạm phát cao. Đồng corona suy yếu so với các đồng tiền chính trên thế giới trong vài ngày qua. Một trong những lý do chính là thông tin về việc bổ nhiệm ông Aleš Michal vào vị trí thống đốc ngân hàng Séc, vì chính ông Michal trước đây đã đều phản đối những chu kỳ tăng lãi suất hiện tại của ngân hàng nhà nước Séc. Sau khi thông báo về các biện pháp can thiệp, đồng tiền của Séc được giao dịch ở mức khoảng 25,40 korun một euro. Vài chục phút sau đó, tỷ giá hối đoái đã tăng cường lên 25,16 korun một euro. Vào đầu tháng 3, Česká národní banka đã can thiệp vào thị trường hối đoái trước sự suy yếu của đồng corona. Vào thời điểm đó, corona suy yếu do chiến tranh bùng nổ ở Ukraine. Trước đó, Ngân hàng Trung ương cũng đã can thiệp vào thị trường hối đoái lần cuối cùng như một phần của cam kết tỷ giá hối đoái từ năm 2013 đến năm 2017. Thời điểm đó, 1 euro có giá là 27 korun. Tuy nhiên, nhà kinh tế kiêm cố vấn Thủ tướng Séc cho rằng nước Séc đang đi trên con đường không thể tránh khỏi lạm phát và điều này sẽ kéo dài trong một thời gian dài. Kể từ thứ Hai, ngày 16 tháng 5 tuần tới, một trong những cây cầu quan trọng trong giao thông của thủ đô Praha là cây cầu Barrandov sẽ bắt đầu đi vào thi công sửa chữa. Theo ban quản lý của Praha, cây cầu này đang ở trong tình trạng tồi tệ và việc sửa chữa sẽ kéo dài tổng cộng 110 ngày. Việc sửa chữa sẽ bắt đầu vào thứ Bảy khi nhân viên xây dựng sẽ đánh dấu các điểm hạn chế giao thông. Thiết bị hạng nặng sẽ được đưa đến vào Chủ nhật và việc sửa chữa sẽ chính thức bắt đầu vào thứ Hai tuần tới. Việc sửa chữa được chia thành nhiều năm. Năm nay, năm 2020, việc sửa chữa sẽ kéo dài 110 ngày và sẽ mất gần 600 triệu korun. Các đường vòng chính thức sẽ đi qua đường vành đai Praha và giao lộ Barrandov. Tất cả các tuyến giao thông công cộng chạy trên cầu sẽ được duy trì.
Chỉ có tuyến xe buýt số 125 từ ga Smíchov đến Skalka sẽ được chia thành tuyến X125 từ Smíchov đến Haie và tuyến 125 chạy giữa Skalka và Haie. Các làn đường dành riêng cho xe buýt tại Yemerenkova, Vrbova và Modranska sẽ được mở rộng ở một số nơi để giúp việc lên cầu dễ dàng hơn. Tuyến tàu điện số 21 sẽ được tăng cường, đặc biệt sẽ chạy từ Branik đến Smíchovské nádraží. Trên các con đường dành cho xe đạp theo sông Vltava sẽ có nhiều đường dành cho xe đạp hơn. Cây cầu Barrandov đã được đưa vào sử dụng ở mức hạn chế từ những năm 1983, đi vào hoạt động chính thức từ năm 1988. Mỗi khi có tai nạn giao thông tại cây cầu này thì nó luôn ảnh hưởng đến việc di chuyển của cả thành phố. Mua sản phẩm Spark tại Tamda Foods với giá trị tối thiểu 99 kron và có cơ hội trúng ngay một tai nghe đời mới Apple AirPods Pro siêu sành điệu hoặc hai tai nghe Apple AirPods siêu tiện dụng. Chương trình áp dụng tại tất cả chi nhánh Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express ngay trong tháng 5 này. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký tham gia bốc thăm tại website tamda.org/spark. Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan nhất trí quan điểm rằng nước này nên gia nhập NATO càng nhanh càng tốt, bất chấp cảnh báo của Nga. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin cho biết trong tuyên bố chung ngày 12 tháng 5, Phần Lan phải nộp đơn gia nhập NATO càng nhanh càng tốt. Gia nhập NATO sẽ giúp tăng cường an ninh của Phần Lan và tăng cường năng lực phòng thủ của toàn khối. Tuyên bố này được xem là dấu hiệu rõ rệt nhất từ trước đến nay về việc Phần Lan sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, một quyết định mang tính bước ngoặt lịch sử đối với một quốc gia duy trì chính sách trung lập về quân sự hàng chục năm nay. Tổng thống Niinisto nói, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã làm thay đổi tình hình an ninh của Phần Lan, mặc dù không gây ra mối đe dọa trực tiếp. Hai nhà lãnh đạo hy vọng rằng Phần Lan có thể hoàn tất các bước để đưa ra quyết định cuối cùng trong vài ngày. Chính phủ Phần Lan sẽ thảo luận vào cuối tuần này và Quốc hội có thể phê duyệt vào đầu tuần tới. Sau khi hoàn tất các bước này, NATO sẽ mời Phần Lan tham gia quá trình đàm phán kết nạp. Sau khi tuyên bố Phần Lan muốn gia nhập NATO, các chính trị gia Séc đã đánh giá cao việc hiện đại hóa các thiết bị quân đội của Phần Lan và hoàn toàn ủng hộ việc gia nhập của họ. Họ cũng đồng quan điểm với nhau rằng nếu Phần Lan gia nhập NATO thì đây sẽ là một lợi thế lớn cho NATO khi Phần Lan đã có kinh nghiệm với Liên bang Nga. Cuộc chiến ở Ukraine đã khiến các quốc gia trung lập quan tâm đến tư cách là thành viên của NATO nhiều hơn. Mặc dù Thụy Điển vẫn đang xem xét vào NATO, thì Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin đã chính thức tuyên bố vào thứ Năm ngày 12 tháng 5 rằng họ ủng hộ việc nước này gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Điều này có thể thành hiện thực vào mùa hè năm nay tại hội nghị thượng đỉnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Séc hoan nghênh bước đi này của Phần Lan và bà cho biết, Phần Lan đã đang bắt đầu rất mạnh về việc hiện đại hóa quân đội của mình. Họ đang mua máy bay siêu thanh và chắc chắn họ sẽ là một thành viên rất hợp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Jan Lipavsky cho biết, việc các nước Bắc Âu gia nhập NATO sẽ có lợi không chỉ cho toàn bộ Liên minh mà còn cho cả Cộng hòa Séc. Đối với Phần Lan và Thụy Điển, sự trung lập từ lâu đã mang lại cho họ một phần an ninh. Tuy nhiên, thời điểm họ thấy rằng điều đó không có nghĩa lý gì với Nga thì buộc họ phải tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, mà chắc chắn đó sẽ là Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Liên minh Bắc Đại Tây Dương được thành lập vào tháng 4 năm 1949. Trong số những người ký hiệp ước có đại diện của 20 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Ý và Vương quốc Anh. NATO đã từng bước mở rộng. Năm 1999, Cộng hòa Séc đã tham gia cùng với Ba Lan và Hungary. Nước láng giềng Slovakia trở thành thành viên sau đó 5 năm. Liên minh đã mở rộng lần cuối cùng cách đây 2 năm, bao gồm các nước Bắc Macedonia. Và bây giờ, NATO có tổng cộng 30 thành viên. Điều quan trọng trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là quốc phòng, mục số 5. Quốc gia NATO đã thống nhất với nhau rằng nếu có một cuộc tấn công vũ trang vào một hoặc nhiều quốc gia nằm ở trong NATO thì sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả. Trong trường hợp xảy ra sự cố, mỗi quốc gia thành viên phải thực hiện các bước cần thiết, ví dụ như sử dụng các lực lượng vũ trang. Mục 5 này đã chỉ được kích hoạt một lần trong lịch sử bởi Hoa Kỳ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Một trong những sứ mệnh quan trọng của NATO là nhiệm vụ ở Afghanistan. Các binh sĩ sau đó đã làm việc ở Libya hoặc ở Mỹ sau cơn bão Katrina.
Gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine chưa thể được thông qua do sự phản đối của một thượng nghị sĩ. Gói viện trợ này nếu được toàn bộ các thượng nghị sĩ đồng ý, dự luật trên có thể sẽ được đưa ra bỏ phiếu ngay trong ngày nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi viện trợ của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, với sự phản đối của duy nhất thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul, việc hủy phiếu sẽ buộc phải được thực hiện theo quy trình và dự luật này chỉ có thể được Thượng viện Mỹ thông qua vào cuối tuần sau. Giải thích cho quyết định của mình, ông Paul cho biết Mỹ không nên viện trợ một khoản tiền lớn trị giá 40 tỷ USD mà không có bất kỳ giám sát nào. Thượng nghị sĩ Paul đã yêu cầu bổ sung vào dự luật một điều khoản cho phép bổ nhiệm một tổng thanh tra đặc biệt nhằm giám sát khoản tiền viện trợ cho Ukraine. Vào ngày 12 tháng 5, tại cuộc họp đầu tiên tại Hội đồng Liên nghị viện Anh và châu Âu đã tổ chức tại Brussels, Liên minh châu Âu lên tiếng chỉ trích Vương quốc Anh thiếu thiện chí giải quyết các khúc mắc liên quan đến điều khoản Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit, trong bối cảnh một loạt các quan chức lãnh đạo của Anh trong những ngày qua lên tiếng đe dọa sẽ đơn phương hủy bỏ điều khoản này. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic lên tiếng chỉ trích các động thái gần đây từ chính phủ Anh liên quan đến điều khoản Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit. Theo ông Sefcovic, từ khi Brexit có hiệu lực, phía EU đã nhiều lần đưa ra các đề xuất có tính thực tiễn cao nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực thi điều khoản Bắc Ireland trong thỏa thuận, cụ thể là việc đơn giản hóa các thủ tục thông quan hàng hóa từ các vùng lãnh thổ khác của Vương quốc Anh sang Bắc Ireland, nhưng đổi lại là sự thiếu thiện chí từ phía Anh. Theo điều khoản Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit được EU và Vương quốc Anh ký kết cuối năm 2019, phía EU chấp nhận để Bắc Ireland ở lại trong Liên minh thuế quan châu Âu, nhưng yêu cầu thiết lập một đường biên giới trên biển Ireland. Tuy nhiên, phía chính phủ Anh ngày càng phản đối việc thực thi điều khoản này khi cho rằng Bắc Ireland là lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh, nên việc hàng hóa trong nước Anh đến Bắc Ireland phải chịu sự kiểm duyệt của EU là không chấp nhận được. Ngoài ra, các đảng phái phản đối việc tách Bắc Ireland khỏi Vương quốc Anh cũng gây sức ép lớn nhằm xóa bỏ điều khoản này vì cho rằng điều này về lâu về dài sẽ chia tách Bắc Ireland khỏi Vương quốc Anh. Công ty Orbital Assembly ở Fontana, California vừa qua đã chia sẻ thiết kế của hai trạm vũ trụ mới dùng để đón khách du lịch không gian dự kiến hoạt động sớm nhất vào năm 2025. Tim Alator, giám đốc điều hành của Orbital Assembly, công ty phụ trách xây dựng hai trạm vũ trụ cho biết, trạm Pioneer có thể chứa 28 người khi mở cửa đón khách vào năm 2025. Trạm còn lại là Voyager, dự kiến mở cửa năm 2027, có thể đón 400 người. Mục tiêu là đưa nhiều người tới sống và làm việc phát triển trong không gian. Ở cả trạm Pioneer và Voyager, du khách có thể cảm nhận trạng thái không trọng lực nhưng vẫn có thể dùng cốc uống nước và không cần dùng đai buộc vào giường để ngủ. Gần chính giữa trạm sẽ không có trọng lực nhân tạo, tuy nhiên trọng lực sẽ tăng dần khi tiến ra ngày càng xa khỏi trung tâm. Dù trạm Pioneer nhỏ hơn Voyager, du khách vẫn có thể tắm rửa, ngồi ăn uống tại các khu vực có trọng lực. Mỗi trạm được trang bị nội thất giống khách sạn hạng sang trên trái đất. Một rào cản lớn đối với du hành không gian là chi phí. Tuy nhiên, Orbital hy vọng chi phí du lịch không gian sẽ trở nên ngày càng rẻ hơn. Alo alo, nói cho nghe nhé. Tam Đa promo sắp bắt đầu rồi nào. Shopping tại Tam Đa, nhận ngay phiếu tham gia với hóa đơn 5K hay đơn hàng 6K. Tách phiếu bỏ thùng nhé. Chương trình bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 đến 28 tháng 5 dành cho dịch vụ Tam Đa Express và từ ngày 28 tháng 3 đến 29 tháng 5 dành cho tất cả cửa hàng của Tam Đa Foods. Thông tin chi tiết tại tamda.eu. Còn bây giờ, còn chân cho gì nữa? Mừng sinh nhật Tam Đa, Zing, BMW, về nhà! Vào tối ngày 12 tháng 5, sáng ngày 13 tháng 5 theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ diễn ra vào ngày 13 và ngày 14 tháng 5. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt-Mỹ rất đặc biệt khi hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực. Tổng thống Joe Biden cho biết, cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington mong muốn hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển trong nhiều lĩnh vực.
trong đó có kinh tế, thương mại, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, đảm bảo tự do hàng hải hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. Vào ngày 11 tháng 5, Ủy ban châu Âu cũng đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã ký được với 20 nước công nhận lẫn nhau về hộ chiếu. Như vậy, hộ chiếu vaccine của Việt Nam sẽ được 27 nước thành viên trong Liên minh châu Âu-EU công nhận. Mã QR của hộ chiếu này cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của 39 đối tác có tham gia hệ thống hộ chiếu vaccine điện tử của EU. Tính đến nay, Việt Nam đã ký được với 20 nước về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran, Malaysia và Cộng hòa Dominica. Theo đó, tính đến nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam có thể được sử dụng tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vào ngày hôm qua, ngày 12 tháng 5 đã diễn ra lễ khai mạc giàu tính nghệ thuật dân tộc trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 chính thức bắt đầu. Lễ khai mạc diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 20.000 khán giả cùng quan khách quốc tế và đại diện của 11 quốc gia dự SEA Games 31. Điểm nhấn là tiết mục mở màn giới thiệu về đất nước con người Việt Nam trên sân khấu rộng 7.000m2 kết hợp cùng hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Hàng nghìn nghệ sĩ diễn viên của 14 đơn vị nghệ thuật thể thao đã tạo ra bức tranh liên hoàn với những đường nét đặc trưng Việt Nam. Ở đó có cây tre kiên cường, hoa sen dịu dàng thuần khiết cùng với áo dài và nón lá. Kế đó là màn trình chiếu biểu tượng của 40 môn thể thao cùng hình ảnh đặc trưng của các quốc gia tham dự đại hội được thể hiện bằng hình thức vẽ tranh dân gian đồng hồ. Dưới thanh âm của tiếng đàn bầu kết hợp với violon, đường đến Việt Nam được mở ra bằng màn múa nón để chào đón các đoàn thể thao. Do đại dịch COVID-19, mỗi đoàn chỉ cử 31 vận động viên đại diện cho đại hội lần thứ 31 tham gia diễu hành. Người cầm cờ cho Việt Nam là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, một trong những hy vọng vàng của chủ nhà năm nay. Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc, vận động viên từng giành huy chương vàng ASEAN 18 môn điền kinh Quách Thị Lan thắp đuốc đài lửa đánh dấu sự khởi đầu cho SEA Games 31. Sau 19 năm, kể từ lần đầu đăng cai, đài lửa Mỹ Đình lại rực sáng. TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 khách sạn tốt nhất thế giới theo bình chọn từ độc giả. Theo đó, Lotte là đại diện duy nhất ở Việt Nam top 25 khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn Lotte Hà Nội đứng ở vị trí thứ 13. Hơn 98 độc giả đã bình chọn bỏ phiếu cho nơi này cùng với những lời đánh giá như trải nghiệm hàng đầu ở Hà Nội, một đêm tuyệt vời ở Hà Nội. Giải thưởng này nằm trong TripAdvisor Traveler's Choice thường niên, thứ hạng được đưa trên chất lượng và số lượng đánh giá của khách du lịch. Trong quan niệm của nhiều người, đặc biệt là những người phương Tây, thứ Sáu ngày 13 là một ngày xui xẻo, không đem lại may mắn. Mỗi năm sẽ chỉ có từ 1 cho đến 3 ngày 13 rơi vào thứ Sáu. Và năm nay, năm 2022, chỉ có một ngày duy nhất rơi vào ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5. Vậy thứ Sáu ngày 13 là gì? Hãy cùng chúng tôi tham khảo. Thứ Sáu ngày 13 là ngày gì? Thứ Sáu ngày 13 là một quan niệm mê tín tồn tại trong văn hóa phương Tây, điển hình như ở Anh, Đức, Bồ Đào Nha. Theo đó, họ cho rằng nếu ngày 13 trong tháng rơi vào thứ Sáu, thì đó sẽ là một ngày cực kỳ xui xẻo, kém may mắn, thường xảy ra những chuyện không vui. Thứ Sáu ngày 13 có nghĩa không tốt, không hợp để làm nhiều chuyện trọng đại. Quan niệm này lâu dần trở nên phổ biến và ảnh hưởng đến nhiều nền văn hóa khác trên thế giới. Bởi vì quan niệm thứ Sáu ngày 13 không may mắn nên nhiều người hay kiêng, không cắt tóc, không cắt móng tay, móng chân, không môi giới, không đầu tư chứng khoán hay bắt đầu công việc kinh doanh và v.v. Nhưng có thật đây là ngày đen đủi, tần suất xảy ra chuyện xấu cao hơn hay không? Theo những nghiên cứu của khoa học thì cũng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy thứ Sáu ngày 13 có liên quan đến các vụ tai nạn hay thảm họa thiên nhiên nhiều hơn ngày bình thường.
Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.